Học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin kính chào các bạn. Đây là một cái video rất là tuyệt vời. Hôm nay mình sắm thêm một cái mic này nữa để thu âm cho nó xem nó có trong trẻo hay không. Thì video này chúng ta sẽ học về unit thứ 3, personal information. Thì personal information có nghĩa là thông tin cá nhân. Thì từ personal là cá nhân, còn từ information là thông tin. Bây giờ mình sẽ tra từ mới cho các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy hai từ mới là từ personal và từ information. Thì chúng ta sẽ có âm ơ dài và âm ơ ngắn. Đó, person, person, no. Per là chỗ trọng âm nhận đầu tiên thì là personal. Tương tự như vậy, information, trọng âm là mây. Nha, các bạn thấy âm đây. Information. Ghép vào ta đọc nhanh nó sẽ là personal. Personal information. Thông tin cá nhân của một ai đó. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy là sẽ có publisher. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy các từ mới tiếp theo ở trong cái phần 1 starter này. Starter là bắt đầu nhé. Starter. Start là bắt đầu. Starter là người bắt đầu. Hay là phần bắt đầu. Phần bắt đầu. Starter. Ta thấy là match the drop and the picture. Match là nối. Mình không tra những từ này. Đây là những từ tiêu đề mà ta sẽ gặp đi gặp lại trong tất cả các bài học khác nhau. Thì các bạn học thuộc luôn. Starter là phần bắt đầu này. Từ match là nối nha. Các bạn viết ngay vào sách hay thích nốt, tự thích nốt. Từ match e bẹt và chờ. Match the job. Job là nghề nghiệp. The job. The job này là âm là giờ. Âm có chữ D này, còn chữ Z. Chữ Z có cái đuôi ở dưới. Job là chúng ta sẽ nối phần nghề nghiệp vào những bức tranh. Picture là bức tranh. Picture là bức tranh hay bức hình. Picture, bức tranh hay bức hình. Nó giống như là photograph. Từ photograph thường là bức ảnh. Chụp một ai đó hay chụp một số người nào đó. Thế còn picture là chụp cảnh. Ta sẽ có picture. Nó tương đương, nghĩa là gần giống với từ photograph. Từ match. Câu này có nghĩa là nối nghề nghiệp vào bức tranh. Match the job. Match the job and the picture. Nối. Match là nối. Từ thứ nhất là a police officer. Từ thứ hai là a nurse. Từ thứ ba là a student. Từ thứ tư là a teacher. Từ thứ năm, a shop assistant. 6, a taxi driver. 7, a businessman. 8, a doctor. Ở đây chúng ta đã biết về từ doctor và từ teacher rồi. Ta đã học hai từ này rồi ở bài trước. Còn biết học ở đâu không? Học ở trong đây. Miguel Engel đây nè, đúng không? Đây là một người làm bác sĩ, là một người làm teacher, một người làm bác sĩ. Thế ta đã có hai từ, ta không phải học rồi, đúng không? Còn bạn nào chưa học thì phải học lại bài cũ đúng không nhỉ? Mình có yêu cầu các bạn phải học thuộc cái bài khóa đó, đúng không? Thì nói chung là sẽ như thế này. Chúng ta sẽ đoán xem những cái từ này có nghĩa là gì. Đoán thôi, ta không cần được dịch, không được dịch nhé. Chúng ta tức là bây giờ ta chưa dịch, chưa biết nghĩa, là chỉ đoán thôi. Đây có 8 bức tranh thì từ teacher ta học bài trước nó gạch đi rồi, nó điền là số 1. Teacher là giáo viên. Từ doctor ta biết là bác sĩ rồi. Bác sĩ thì ở đây có 2 cái bức tranh liên quan đến nghề y thì các bạn đặt vào đâu thì tùy các bạn. Đúng nhỉ? Thế còn đâu thì còn lại thì các bạn lựa chọn. Ví dụ như cái từ a taxi driver này ta biết ngay là số 2 rồi. Loại dần như vậy. Đó, vậy chúng ta sẽ đoán lại còn những cái khác. Nào, đoán lại còn cái khác. Ok nhá. Rồi, đoán xong thì bạn xem tiếp. Đoán xong các bạn điền xong. Còn đoán xong, còn ghi xong thì các bạn xem tiếp nhé. Xem tiếp, ở đây mình dịch nghĩa cho các bạn thôi. Thứ nhất là từ police officer. Từ police là cảnh sát. Còn từ officer là sĩ quan. Ghép vào sẽ là sĩ quan cảnh sát. A police officer. A police officer. A police officer. Sĩ quan cảnh sát. Police officer, a police officer. Thì nối âm, nếu ta đọc nối âm, a police officer. Tiếp theo đó, từ nurse là y tá, âm ơ dài, nurse, y tá. Ta có student, sinh viên hay học sinh. Học sinh theo tiếng của Mỹ, còn trung bình thì vẫn thường dùng cái nghĩa là sinh viên, student.
nói chung là người đi học thì nó dễ đó. Shop assistant, từ shop assistant này được nối từ hai từ khác nhau, đó là từ shop và từ assistant. Từ shops là cái cửa hàng, các bạn mở shop thì nó là một cái shop hay là một cái cửa hàng, hay shopping là đi mua sắm đó. Thì shop là một cửa hàng, còn cái assistant ấy là cái nhân viên ở cái cửa hàng đó, thì ta có thể dịch là nhân viên cửa hàng, nhưng mà dịch nhân viên cửa hàng thì nó không 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 hay lắm, thì ta dịch là nhân viên bán hàng chuẩn là thế cho nó hay đúng không? Nhân viên bán hàng, shop assistant, shop assistant. Ok, ta sẽ có driver, driver là người lái xe các bạn nhé, driver là người lái xe. Vậy ta nhìn lại ở đây, nó là từ a taxi driver, có nghĩa là người lái xe taxi vậy thôi đúng không? Businessman là một người kinh doanh, người ta làm nhà kinh doanh, tức là người đi kinh doanh buôn bán cái gì đó, người ta làm chủ cái công việc kinh doanh đó thì là businessman, người kinh doanh. Thì ta sẽ ghép từ business là kinh doanh, ta có từ business này là kinh doanh các bạn nhé, business là kinh doanh, còn từ man, từ man là con người, chỉ con người. Đấy, từ con người businessman ghép vào thành người kinh doanh. Đấy. Sau này ta sẽ thấy rất nhiều cái từ ghép dạng như thế này, từ mần này ghép với rất nhiều cái từ khác để tạo lên một con người làm trong cái lĩnh vực đó hay hoạt động trong cái ngành nghề đó, hay là tất cả như thế. Cương như nào bây giờ ta sẽ nhìn thấy những cái từ ghép ở đây đúng không? Ghép là police officer đúng không, ghép là a taxi driver, ghép là businessman đó, ghép từ ghép thì có những từ thì nó có khoảng cách ở giữa, nhưng có những từ thì không có đúng không? Vì nó không có khoảng cách ở giữa thì nó sẽ nghiễm nhiên nó sẽ trở thành một từ, nhưng ta hiểu là vốn dĩ nó là từ ghép nhưng mà nó đã trở thành một từ rồi. Khi nó trở thành một từ thì nó sẽ có một khái niệm riêng cho nó. Đấy, hiểu chưa? Còn khi nó là cái từ ghép như thế này thì nó là độc lập và nó ghép vào nhau thì nó trở thành một khái niệm chung. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biết được về các nghĩa rồi. A police officer là sĩ quan cảnh sát, thì đây thằng nào giống cảnh sát nhất? Đây số 3 đúng không? Alert, alert là y tá. Y tá khác bác sĩ ở chỗ nào? Còn theo bạn, y tá khác bác sĩ chỗ nào? Tức là y tá là người phụ giúp bác sĩ. Y tá là người giúp đỡ bác sĩ. À, thì bức tranh số 6 hay số 7, số 5 hay số 7. Đấy, các bạn cứ điền đi, Lộc cũng không hiểu được lắm. Lộc thì Lộc đoán ở đây là số 5. Đó, Lộc đoán số 5. Thì cái bức tranh số 7 này là gần giường bệnh. Con này đứng ngoài giường bệnh thì là thường phụ giúp sẽ đứng ngoài. Tiếp theo ta sẽ có từ a student. Student là phải đi học đúng không? Student đi học thì đây có cái thằng cậu bé học sinh áo đỏ này thì chắc là đang đi học đây. Đó. Student. À. A shop assistant. A shop assistant. Shop assistant thì ở đây là một nhân viên cửa hàng, một nhân viên bán hàng. Thì ở đây có lẽ đó là số 8 này đúng không? Bởi vì a teacher là số 1 rồi thì đây chỉ có số 8 này là hợp lý thôi. Thế còn cái ông nghe điện thoại suốt ngày thì chắc có lẽ là businessman rồi, đúng không? Ông này chắc chắn là businessman, là nghĩ là như vậy, trông cà là vạt thế này mà đúng không? Thế còn ở doctor thì sẽ còn lại sẽ là số 7 đúng không? Ở doctor là bác sĩ, thế còn số 8 năm mình nghĩ là nurse. Thì giờ biết có đúng hay không thì nó sẽ nghe cái phần ghi âm. Unit 3. Tape script 3.1. Jobs. 1. A teacher. 2. A taxi driver. 3. A police officer. 4. A businessman. 5. A doctor. 6. A shop assistant. 7. A nurse. 8. A student. Ok, nghe thì chúng ta mới biết là chúng ta sai hết rồi, đúng không? Cái thằng số 6 này nó mới là thằng cái người số 6 này thì mới là người bán hàng, shop assistant. Thế còn học sinh là lại là số 8 cơ. Thế bác sĩ thì lại là số 7. Bác sĩ thì lại là số 5, còn số 7 thì là nurse cơ. À, thế ta chỉ đoán được đúng ta đoán được đúng 4 bước đầu tiên, ta đoán được 3 bước đầu tiên là đúng thôi. Nghe lại nữa nhé. Unit 3. Tape script 3.1. Jobs. 1. A teacher. 2. A taxi driver. 3. A police officer. 4. A businessman.
5. A doctor. 6. A shop assistant. 7. A nurse. 8. A student. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và đọc lại nhé. A teacher. A teacher. 2. A taxi driver. A taxi driver. 3. A police officer. A police officer. 4. A businessman. A businessman. 5. A doctor. A doctor. 6. A shop assistant. A shop assistant. 7. A nurse. A nurse. 8. A student. A student. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ học một cái câu hỏi. Đó là câu hỏi what's your job? Your job. What's your job? What's your job? I am student. Tức là tôi là học sinh hay tôi là sinh viên. Hoặc là I am a businessman. Tôi là một thương gia. Đúng không? Các bạn sẽ hỏi là tại sao nó cứ phải có từ a? Từ a là chỉ số lượng 1 và nó mang tính chưa xác định. Khi các bạn nhắc đến lần đầu tiên trong cuộc hội thoại thì nó là chưa xác định. Với là bởi vì nó mới xuất hiện lần đầu tiên thì nó chưa xác định thì ta dùng a, đúng không? Bây giờ ta sẽ học cái câu hỏi này. What's your job? Ôn lại bài trước thì cái câu hỏi này sẽ rất là dễ. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy câu hỏi. Vì câu hỏi lần trước chúng ta đã học là what's your name? What's your name? What's your name? Đó. What's your? Tức là của bạn. Đấy, cái gì? Đấy, của bạn cái gì thì là tên của bạn. What's your name? Có từ name có nghĩa là tên của bạn là cái gì. Đó. Thì bây giờ là what's your job? Từ job là nghề nghiệp. Job. Job. Các bạn học thuộc luôn nhé. Job. 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 Là nghề nghiệp. Thế thì what's your job? What's your job? What's your job? Nghề nghiệp của bạn là cái gì? Cái công việc nào của bạn là cái gì? Thường câu hỏi này nè. Câu hỏi này rất quen thuộc đúng không ạ? What's your job? Đấy. Bây giờ ta không trả lời taxi driver nữa. Không phải a businessman nữa. Đúng không? Bây giờ chúng ta không làm những công việc như này nữa. Bây giờ chúng ta là gì? Là học sinh hoặc là giáo viên đúng không ạ? Chúng ta sẽ trả lời là I am student hoặc I am a teacher. Đấy. Cái câu hỏi bạn làm nghề gì này trong văn hóa xã hội giao tiếp bây giờ nó cực kỳ là mất lịch sự. Bởi vì là người ta không chủ động nói về nghề nghiệp của người ta thì chúng ta không nên hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì con người bây giờ họ đã thoát khỏi tư duy là cứ đi làm công ăn lương rồi. Mà họ thường họ làm chủ rất là nhiều. Họ làm chủ rất nhiều và họ tự do tài chính. Họ thường ăn đi chơi nhưng vẫn có tiền. Bởi vì họ làm các nhà đầu tư, họ làm doanh nghiệp, họ làm chủ doanh nghiệp. Và làm rất nhiều công việc nó gọi là công việc tự do. Nên câu hỏi là what's your job đôi khi người ta rất khó trả lời vì người ta không có công việc. Thì câu ra nên là cái câu hỏi này là để học về cấu trúc thôi. Ta nhớ về cái what's your what's your. Đấy, ví dụ what's your job, what's your name. Nó giống như vậy. Thì ta học hai câu hỏi về what và sở hữu đó. What's your job, what's your name. Thì ta sẽ nhớ lại là ta sẽ where, ta học về câu hỏi where đó. Where are you from là hỏi về họ đến từ đâu. Ta học về câu hỏi là where is she from là cô ấy đến từ đâu. Rồi là where are you from là bạn đến từ đâu. Bạn đến từ đâu hay bạn đang ở đâu, đúng không? Nó như vậy để cho anh em hiểu. Rồi thì cái bài này chúng ta chỉ học từ mới và học thêm cái câu hỏi what's your job thôi. Để chúng ta học cái câu trả lời giới thiệu bản thân là I am a student. Trước ta trả lời what's your name, ta trả lời là I am Lộc, I am Xuân, I am Mark, I am Garland, hay I am Miguel. Nó trả lời tôi là. Thì bây giờ cũng thế. What's your job? Thì người ta sẽ trả lời I am a, có a nhé. Student, hay a teacher, hay a shop assistant, hay là a một cái gì đó. A taxi driver, a businessman. Đó, tùy chúng ta trả lời. Tức là học cách trả lời câu hỏi chúng ta làm nghề gì. I am giới thiệu bản thân. Đấy. Rồi, chúng ta kết thúc bài học này đây. Hẹn gặp lại các bạn học trong bài học tiếp theo và khó hơn một chút.